Trở lại với Mê Ông Chuyền nha các bạn. Đây là hiện tại đang ở sân của Lâm Trọng Bài nha các bạn nhé. Nếu các bạn muốn giao lưu với các kèo với Lam có thể lại sân của Lam nha các bạn. Sân cũng rất ok các bạn. Sân tại Trảng Bàng Tây Ninh. Hiện tại là kèo 33 xã giữa Túng An Thông Bến Cầu Thường Lùng Chuyền 2, đối đầu bên kia là Khang Lam, Chí Linh và Minh Nhật nha các bạn. Đây là kèo nội bộ của Tây Ninh nha các bạn. Này đánh 3 set lần các bạn. Không không. Ngay trời mưa nên cũng không đem theo máy được các bạn. Nên mình cũng cố gắng quay điện thoại nhưng chất lượng tốt nhất cho các bạn xem. Cực màu ổn định của Tuấn An và đập bóng tốt của Tuấn An 1-0. Tuấn An phát bóng không qua lưới, 1-1. Một pha chuyền ngược sau đầu rất hay của Thương Lùng nhưng vẫn chưa kết thúc được pha bóng vừa rồi các bạn. 2-1 cho Lam Trọng Bài. Là kèo hẹn nội bộ nha các bạn, dựa của các anh em Tây Ninh nha các bạn. Tiếp tục ghi điểm cho team Lam Trọng Bài 3-1. Nếu các bạn thấy video chất lượng như trận đấu hay và kịch tính, các bạn cố gắng cho mình một like cũng như một đăng ký kênh các bạn nhé. Và hiện tại mình cũng có bán đồ thể thao các kiểu, các bạn có thể ủng hộ mình qua Zalo nha. Mình sẽ cập nhật Zalo ở dưới phần bình luận. Tuấn An, Tuấn An quá hay, pha đập rất tốt của Tuấn An. Điểm số là 2-3. Chưa được, cơ hội cho Tuấn An rất hay. Tiếp tục ghi điểm cho Tuấn An và điểm số bây giờ là đã là 3-3 rồi. Vẫn còn. Tuấn An vừa để lỗi chạm lưới tình huống bóng vừa rồi và đổi điểm 4-3 cho Lam Trọng Bài. 4-3. Hiện tại sang 2m2 đang làm trọng tài nhé các bạn. Và điểm số 4-4. Và đập bóng tốt của Minh Nhật. Năm bốn cho Lam. Phát bóng ra ngoài. 5-5. Pha phòng thủ không thành công của Thương. Sáu năm. Ông giật lưới ăn điểm luôn. 7-5.
Phát bóng có phần quá may mắn của bên phía Lam. Thống. Và ghi điểm của Thống Bến Cầu. 6-7. Chặn bóng rất tốt của Thông Minh Cầu. Bảy đều. Phạt bóng lỏng tay rất khó chịu. Bóng có vẻ đã vào người rồi. Lỗi hai chạm của Thương Lung. Điểm 8-7. Thống. Đập bóng tốt. 8 đều. Trận đấu chỉ có 12 điểm thôi các bạn. 12 điểm đồng nóc nha các bạn. Bỏ bóng hay. Và bỏ bóng hay của Minh Nhật. 9-8. Phát bóng ra ngoài. 9 đều. Phạt bóng chưa vào lưới. 19. Chặn bóng rất hay của Lâm Trung Bay. 3 bóng ra ngoài. Làm. Và như vậy là kết thúc set đầu, Làm chiến thắng nha các bạn. Trận đấu chỉ 12 điểm. Trận đấu diễn ra tại sân của Làm Trắng Bàng nha các bạn, tại Trắng Bàng Tây Ninh. Và cuộc đối đầu 3-3 nội bộ giữa Tuấn An và Làm Trắng Bàng. Đây, trận đấu diễn ra chỉ 12 điểm nha các bạn. Một không. Và né tránh tốt của Tuấn An. Một đều. Phát bóng ra ngoài của Tuấn An. 2-1 cho Lam. Lam ơi. 2-1. Yeah! Một pha giật lưới ăn điểm của bên phía Lam Trắng Bàng các bạn. Và điểm số 3-1. 3-1. Thủ bóng hay. Tiếp tục ghi điểm cho team Lam Trắng Bàng. 4-1 rồi. 4-1. Ok.
phạt bóng ra ngoài. Điểm số bây giờ là 2-4 nghiêng về Lam Trang Bàng nha các bạn. Lam rất hay cho Lam. 5-2. Phạt bóng không qua lưới, đội điểm 3-5. Phát bóng ra ngoài của Thương Lùng, 6-3. Ok anh. Đặt bóng không qua lưới, đội điểm 4-6. Lam bỏ bóng ra ngoài của Lam, 5-6. Bỏ qua là ăn Lam. Đâu rồi, bỏ ra. Cái ăn chứ gì phải gõ cho đẹp Lam. 7-5. 7-5. Trúng ngoan. Quá tốt. 6-7. Đập bóng giục móc ra ngoài của Lam Trung Bàng. Bảy đều. Lam. Ba đống rất tốt của Lam. Điểm 8-7. Phát bóng không qua lưới, đội điểm 8-8. Phát bóng không qua lưới, đội điểm 9-8. Bước 1 không được tốt của Tuấn An. 18. Tiếp tục ghi điểm cho Lam. 11-8. Thống chắn bóng rất tốt của Lam đã kết thúc trận đấu thứ hai. Chiến thắng thuộc về Lam Trung Bàng nha các bạn nhé. 2-0 rồi.